Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu Facebook và Google ngăn chặn tin về coronavirus. Theo như tin từ trang luật Việt Nam đã loan tải theo như chỉ thị số 5CT-BTTT vào ngày 2 tháng 2 năm 2020 do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam đưa ra nhằm thực hiện việc phòng chống dịch bệnh coronavirus. Theo đó, thì các thành phần chủ chốt để phòng chống dịch bệnh là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Một trong những nội dung phòng chống dịch coronavirus của ông Hùng là chủ động đàm phán với Facebook và Google để yêu cầu hai công ty này ngăn chặn, gỡ bỏ các video clips có liên quan đến coronavirus mà nhà cầm quyền cho là tin sai sự thật về bệnh dịch này. Đồng thời, hai công ty trên phải hiển thị kết quả khi mà người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam tìm kiếm các thông tin có liên quan về dịch bệnh tới các nguồn tin mà nhà cầm quyền đã định hướng theo đề nghị chính thức của Việt Nam tại những kết quả tìm kiếm đầu tiên. Đồng thời, nhà cầm quyền sẽ tăng cường giám sát, giải quyết những người dân đưa tin về dịch coronavirus mà nhà cầm quyền cho là tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Với cách tiêu diệt bệnh dịch này của nhà cầm quyền thì đã có nhiều người dân, kể cả các nghệ sĩ Việt Nam loan tin về dịch coronavirus, bị nhà cầm quyền mời làm việc, đe dọa và phạt tiền. Không chỉ việc loan tin mà có nhiều người dân kinh doanh khách sạn, tài xế taxi, tài xế xích lô ở thành phố Hội An đã từ chối nhận khách Trung Cộng để tránh dịch coronavirus đã bị ông Nguyễn Văn Sơn, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tuyên bố sẽ giải quyết nghiêm tước giấy phép kinh doanh. Ngoài Hội An thì còn có Đà Nẵng, Nha Trang cũng đe dọa người dân không được tránh xa những người Trung Cộng.